Hello anh em Mộc Rồng Lậu Tết Vĩnh Viễn tiếp nha. Vào game anh em sẽ nhận được 2 tỷ hồng ngọc và 12.000 thỏi vàng, 99 cái cải trang Vegeta Ego này, 999 bộ ngọc rồng từ 1 đến 7 sao, thức ăn x99 mỗi loại. Trong cái shop này bán các cải trang xịn linh thủ thú quê đeo lưng và pet với 100 vàng. Xem các shop đảo ca mè nhé.